ngày mới. Người ơi, hồng lên khắp nơi biết bao công trình. Vươn lên đồng nào, sông cừu lo. Suối về biển đông, chớ nắng phù sa. Người xanh xuống đất, biển ba đồng khơi buồn. Xa đất lành chim đầu, ôi Trà Vinh mảnh đất tình người. Rộn ràng nhịp sóng hướng đến tương lai, nhịp nhàng dựng xây biết bao nhiêu công trình, cho Trà Vinh bức tranh siêu kỳ như trời non đón chào năm mới. Chào một ngày mới sức sống bay lên, chào người nông dân bón trong vụ mùa, chào cô công nhân đi vào nhà máy, chào những công trình hiên ngang mọc lên. Chung tay ba dân tộc anh em, kinh hoa Khmer sống trên đất này, cùng dựng xây quê hương đẹp giàu hơn, kinh hoa Khmer hát chung bài ca, cùng dựng xây quê hương mình rạng rỡ, kinh hoa Khmer hát khúc ca kết đoàn, hòa nhịp sống bay lên cùng đất nước Trà Vinh. Rộn ràng nhịp sóng hướng đến tương lai, nhịp nhàng dựng xây biết bao nhiêu công trình, cho Trà Vinh bức tranh siêu kỳ như trời non đón chào năm mới. Chào một ngày mới sức sống bay lên, chào người nông dân bón trong vụ mùa, chào cô công nhân đi vào nhà máy, chào những công trình hiên ngang mọc lên. Cùng chung tay ba dân tộc anh em, kinh hoa Khmer sống trên đất này, cùng dựng xây quê hương đẹp giàu hơn, kinh hoa Khmer hát chung bài ca, cùng dựng xây quê hương mình rạng rỡ, kinh hoa Khmer hát khúc ca kết đoàn, hòa nhịp sóng bay lên cùng đất nước Trà Vinh hát vang khúc ca tự hào, cùng dựng xây quê hương mình rạng rỡ, kinh hoa Khmer hát khúc ca kết đoàn, hòa nhịp sóng bay lên cùng đất nước Trà Vinh hát vang khúc ca tự hào, Trà Vinh hát vang khúc ca.
điều dân ca đắm say lòng người. Trà Vinh trong lòng tôi, Trà Vinh mảnh đất tình người, vì bên nhau ba dân tộc anh em, Kinh Hoa Khmer hát chung bài ca. Chương trình thứ hai 6 tháng 12 năm 2021, 5:30 thể dục buổi sáng, 5:40 thời sự Đài Truyền hình Trà Vinh, 6:00 chiếu phim Vòng tròn tội lỗi tập 29, 6:45 ký sự cuộc sống trên bán đảo Kỳ Sơn, 7:00 câu lạc bộ thể thao, 7:45 ca nhạc bước chân miền Trung phần 1, 8:00 bước chân miền Trung phần 1, 8:00 chủ đề pháp luật cuộc sống phòng cháy an toàn cho mọi nhà, 8:30 ca cổ quê biển, 9:00 hài kịch cháy bà con ơi, 9:15 tạp chí thể thao, 10:00 bản tin thời sự Đài Truyền hình Trà Vinh bản tin thể thao, 10:15 dạy học trên truyền hình tiếng Việt toán lớp 3, 11:10 chiếu phim Quân sư Liên minh phần 1 tập 12,
12 giờ bản tin buổi trưa thời sự Đài Truyền hình Trà Vinh, 12 giờ 20 chiếu phim Quân sư Liên minh phần 1 tập 13, 13 giờ 15 dạy học trên truyền hình tiếng Việt toán lớp 1, 15 giờ 15 sống khỏe mỗi ngày chủ động phòng chống bệnh cúm mùa, 15 giờ 40 chủ đề An ninh Trà Vinh, 16 giờ chiếu phim Lan Y Lừng Danh tập 18, 16 giờ 50 ca nhạc trọn lọc, 17 giờ chương trình tiếng Khmer, 18 giờ thiếu nhi ngày mới nắng lên, 18 giờ 15 Trà Vinh hôm nay, 18 giờ 35 chuyên đề khuyến nông an toàn giao thông, 19 giờ thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19 giờ 45 thời sự Đài Truyền hình Trà Vinh, 20 giờ 30 chiếu phim Quân sư Liên minh tập 14, 21 giờ 20 chiếu phim Quân sư Liên minh tập 15, 22 giờ 10 Trà Vinh hôm nay, 22 giờ 30 ca cổ chuyên đề, 23 giờ bản tin Trà Vinh 24 giờ, 23 giờ 10 câu lạc bộ thể thao, 0 giờ chương trình thời sự Truyền hình Trà Vinh, 0 giờ 20 tạp chí thể thao, 1 giờ 5 ca cổ quê biển, 1 giờ 35 hành trình trang quá biển thắm tình trời, 1 giờ 50 phim tài liệu Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh năm 1953, 2 giờ 10 chiếu phim Lan Y Lừng Danh tập 18. Chào tất cả các bạn, vận động vào buổi sáng giúp cho chúng ta tăng cường quá trình trao đổi chất, đốt cháy calo, tạo nguồn năng lượng sống cho hoạt động của cơ thể và giúp cơ thể sẵn sàng cho ngày làm việc năng động. Và sau đây xin mời các bạn cùng tập luyện với câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ bài tập thể dục buổi sáng với những động tác đơn giản được thực hiện 4 lần 8 nhịp lặp đi lặp lại có tác dụng lên toàn thân, giúp cho chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh. Và sau đây xin mời các bạn cùng tập luyện.